Tại em chỉ là chị Vân Anh có máy quay mà. Ừ. Đây giới thiệu các bạn, đây là một nghệ sĩ của Thương Mộ này. Gọi là nghệ gì nhỉ? Đây gọi là gì em nhỉ? Gọi là... Sâu điên nhỉ? Sâu điên à? Sâu điên hay sâu khoai? Sâu điên anh ạ. Sâu điên. Vâng. Đây là một người rất là khéo tay các bạn. Tác phẩm đang vẽ cảnh đẹp quá nhỉ? Đây là cái nhà nổi à em? Vâng. Nhà nổi. Đây là một cảnh này cứ như là... Ninh Bình ở đâu ấy nhỉ? Đấy, rất đẹp. Núi non nước ấy đẹp quá các bạn. Cái này núi non nước. Bức tranh này đây là một cô này tự cho mình là sâu điên. Này rất khéo. Bạn đang vẽ một cái bức tranh ở cái đội 7 à đội 6 của 6 Thương Mỗ này. Bức tranh rất đẹp các bạn. Cảnh rất đẹp. Vẽ rồi, đang cứ vẽ em đang vẽ mới hay chứ. Nếu anh mà vẽ cái chỗ anh quay cả cái tác phẩm bên kia xong rồi. Thì các bạn nhớ đây là rất nhiều người đang đứng xem, các bác xem đấy. Các bác là các ông đang đứng xem bức tranh vẽ của sâu điên. Một tác phẩm đang vẽ chưa hoàn thiện nhưng mà rất là đẹp. Sâu điên chị ạ. Có chốc em sẽ quay cái bức đấy. Giờ em đang quay người ta vẽ đấy. Đấy, rất là khéo tay. Đây là những bức họa của thôn 6 Thượng Mỗ các bạn nhé. Cực đẹp luôn. Bạn nhìn này. Người Thượng Mỗ mình đội 6 đấy, đội 5. Con sâu đục đất lên, gọi sâu đất sâu lên. Sâu đất nó mới đi quân nhiều. Đấy. Đấy bác này, bác là gì? Sâu gì đục đất lên à? Xong. Đây nè, con sâu nó đục cửa dưới đất thì nó vẽ mất nhau bao thương. À. Không phải nó họa sĩ. Đấy, nếu họa sĩ nó có đẹp hơn nhau. Ừ. Đấy, nếu không họa sĩ con đẹp hơn cả họa sĩ. Nhưng mà rất nhiều người thích xem đúng không? Ừ. Chứng tỏ là tuyệt vời. Tuyệt vời, và tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Cứ bằng cổ giao nụ cảnh thế này. Đấy. Đấy. Bác này bác đang bán thịt lợn mà bác còn bỏ ra để xem tranh. Đấy. Trên là sâu điên mà này xem tranh. Rất là khéo tay các bạn. Ngày nào đi vẽ đây em? Vâng. Em có chồng chưa em? Em chưa, mới ba con thôi. Mới ba con là chưa có chồng à? Vâng. À, khéo tay quá nhỉ. Tác phẩm này là tên nó là gì? Tác phẩm này tên là gì em? Nhà gỗ lồi trên sông. Nhiều tác phẩm tên nó là gì? Nó là thế nào em? Em biết được tên là gì. Em đặt thì em vẽ có một ý tưởng thì em phải đặt nó là gì hay là em nghĩ nó thế nào chứ? À, nhà của sâu đi. Nhà của sâu à? Là nhà của sâu. Nhà của sâu. Cô này cô vẽ rất đẹp các bạn nhé. Tranh cực đẹp luôn. Mình đi đón con, mình tiện mình lấy điện thoại mình quay chứ mình không mang máy quay. Bức tranh rất đẹp. Rất sâu. Cái dành trên kia của bọn tớ nhá. Có cả mà ba Bính Dư kéo xe bò đi bán rau. À, để cho người sang xem tác phẩm đấy. Ừ, có cả đấy. Chị... Rất là khéo tay các bạn. Chị Vinh là chị Ký Tân đến rau đi bán. Đấy. Tác phẩm đang vẽ bức họa cực đẹp của là thôn 6 của Thượng Mỗ. Cành đào Tết này các bạn, cành đào Tết này. Và hoa sen này, có cả hoa súng nhỉ? Quá thác nước này, rất xa cánh đào rơi rụng, thác đẹp quá, ngôi nhà nổi, cô ấy này còn điện thoại cô để sau này, đấy này mất thì thôi luôn này. Mình sẽ sang bên kia, mình đưa các bạn sang bên kia xem bức tranh bên kia nhá, các bác bên đằng kia đang đứng xem bức tranh bên kia. Ơ, chị giới thiệu cho em đâu là ai gánh gì nè, đây hoa sen đẹp quá này, sâu chưa đẹp chưa? Đây, đây là sơn một lượt lớp màu. Đây là bán gì đây? Đẹp lắm. Xoay bò không chứ? Xe bò xong rồi bóng này. Nàng bạc đẹp chưa? Đấy các bạn, cánh nước này bên cây đa, bên nước sân đình này. Đấy, con trâu này. Con trâu này đấy. Đồng quê. Đồng quê đấy, cánh nước này. Đấy, đẹp chưa? Rất đẹp luôn. Nhưng mà theo trai chưa? Mình chỉ... Đấy, các bạn đang xem bức tranh, đấy, rất đông xem tranh. Đấy. Bức tranh rất đẹp, bích họa của thôn 6 Thượng Mỗ. Bạn nhá, mình sẽ quay rộng ra này. Các ngôi nhà rất đẹp. Ngôi đây như là mái đình cong đây. Đúng mái đình này, cây đa với đất sân đình đây. Ngồi xa rộng tí này. Đấy, bích họa cực đẹp luôn, có thể là một trong những bức bích họa đẹp nhất của huyện An Phượng. Đây, cực kỳ đẹp luôn.
Đây vẫn còn giữ được cái đống rơm này. Và cái một cô kia thôn nữ đang quét sân. Các đều để trong xóm đi, để ra đây nó bao nhiêu quay. Ra đây nó đâu xóm ta. Đẹp quá anh ạ. Anh thấy đẹp không? Đẹp gì nhỉ? Bức tranh rất là sâu. Đấy, tác phẩm của cô bên kia cô đang vẽ. Đấy, hoa sen này, cánh đồng lúa chín này, xa xa là những ngọn núi này. Đấy, và các cháu học sinh đang đi về. Đấy, đẹp không? Bức tranh đẹp không? Cổng làng này, làng tiến bộ. Ây da, cổng làng tiến bộ. Làng tiến bộ thôn 6 này đang gánh quang gánh chợ về. Đấy, thu hoạch mùa. Đây là trâu. Đấy, gánh nước này. Thầy Nho này, à, thầy Nho này, cụ đồ đấy. Cái làng quê gạch mái đình cong rất đẹp. Rất đẹp. Đấy, còn bên kia là bức cổ động thi đua theo bác. Đây là cổng của làng cổng làng thôn 6. Đấy, bức bích họa đây, rất nhiều các cháu học sinh đang xem bức bích họa bên này các bạn nha. Tác phẩm này bao giờ xong em ơi? Xong rồi, chắc xong rồi anh ạ. Xong rồi à? Đẹp chưa các bạn? Mình ghi hình được hơn 6 phút bức bích họa rất đẹp tại thôn 6 Thường Mô. Bên kia là cánh đồng quê, còn đây là có núi non này. Đấy, rất đẹp. Không khí Tết đến rồi. YouTube, đúng rồi. Kênh của bác biết kênh gì không? Đức Nhân TV và Đức Nhân TV 1. Nhô TV đổi thành Đức Nhân TV 1 rồi. Đức Nhân TV và Đức Nhân TV 1, hai kênh. Đấy, các cháu sinh rồi đấy. Đẹp. Quá đẹp. Cảm ơn em sâu nhá. Vâng ạ. Anh quay cái cảnh này cho mà may mang điện thoại ra. Rất đẹp. Các bạn nhìn ta kéo tay. Một nhân tài của Thượng Mỗ. Tí bị bỏ quên. Đấy, tí bị bỏ quên. Em ngoài mặt đây cho mọi người nhìn mặt rõ cái để người ta còn bỏ em ơi. Em cho anh cái số điện thoại để anh gửi dưới cái trang các kênh anh nhá. Còn nhớ ai muốn nhờ em vẽ thì có luôn nhá. Cho anh cái số điện thoại nhá. Cái số muốn dùng đấy hả? Cảm ơn em. Bạn mình quay bằng điện thoại có thể là hơi zoom hình. Đấy, nhưng mà rất nhiều người xem, các bạn này là học trò ra tan là xem bức tranh này. Cực đẹp luôn. Đấy. Rất nhiều luôn. Đây là cổng làng Côn Tiến Bộ. Cổng làng Côn Tiến Bộ này. Rất đẹp luôn, bức tranh rất họa rất đẹp. Chào các bạn nhá. Xin chào các bạn. Chào em nhá. Cảm ơn em. Ok.